Dạ, em Nhân xin kính chào quý cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhân Toyota. Kính chúc cô chú anh chị mình thật là nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống nha. Ngày hôm nay, giống như lời giới thiệu ngày hôm qua, em sẽ giới thiệu một cái xe qua sử dụng, đó là Toyota Corolla Cross bản 1.8G màu đỏ, năm sản xuất 2022. Cho biết cô chú anh chị nào đang quan tâm thì vui lòng liên hệ với em Nhân nha. Thì hôm nay cũng nhiều cô chú anh chị mình liên hệ, nhưng mà đa số là những xe bên em Nhân đã bán về là bán liền rất là nhanh. Thì anh chị mình khi mà xem kênh em Nhân thì vui lòng đăng ký kênh để khi mà em Nhân có những video về xe qua sử dụng hoặc là cập nhật các chương trình khuyến mãi của nhà Toyota thì sẽ thông báo cho cô chú anh chị mình biết. Nếu thấy ưng thì liên hệ em Nhân, còn nếu mà mình chưa thấy ok thì cứ chờ, khi nào có những xe ok thì liên hệ em Nhân nha. Và ngay bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng với em Nhân đi xem chiếc Toyota Corolla Cross bản 1.8G nha, bật mí nha, rất là đẹp cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị. Dạ, còn một cặp đỏ khá đẹp hơn cô chú anh chị, Camry 2.0Q năm sản xuất 2022 thì vẫn còn màu đỏ. Thì bữa cũng có giới thiệu rồi, thì ngày hôm nay tập trung cho em này Toyota Corolla Cross bản 1.8G năm sản xuất 2022. Cô chú anh chị mình nhìn thấy đẹp không? Thật sự nó rất là đẹp cô chú anh chị. Em Nhân nhìn còn mê nữa. Sản xuất 2022 nhưng mà đăng ký là 2023 nha cô chú anh chị. Và cực kỳ lướt luôn, mới có 10.330 km. Chiếc này là chiếc gọi là form mới của cái đợt nâng cấp Cross trong năm 2022, tức là màn hình đã được lên 9 inch rồi. Đó, không phải là mẫu cũ nha. Và ngoại thất là màu đỏ. Đó, anh chị mình nếu mà quan tâm chiếc này thì hãy tới ngay Toyota An Thành Fukushima hoặc là gọi điện cho em Nhân để tư vấn kỹ hơn nha cô chú anh chị. Những cái xe này thì chắc có lẽ là sẽ bán rất là nhanh cô chú anh chị, bán rất là nhanh thì anh chị mình tranh thủ nha. Nhiều anh chị mình coi clip của em Nhân hơi trễ, một hai ngày sau mới coi thì lúc đó đã bán rồi. Thì anh chị mình khi mà xem kênh của em Nhân vui lòng đăng ký kênh để khi mà em Nhân có video nó sẽ thông báo cho cô chú anh chị mình để mình không bỏ lỡ nha. Và thông tin sơ bộ của em nói này cô chú anh chị. Đó, giá cả ha, 2022 đăng ký là tháng 7 2023, biển tỉnh nhưng mà không quan trọng. Về thành phố nó cũng chỉ có 150.000, ở tỉnh thì cũng có 150.000, quan trọng là chúng ta đóng thuế 2% thôi. Bảo hành còn tới năm 2028 nha cô chú anh chị. Bảo hiểm thì còn tới tháng 7 2024. Trang bị phim cách nhiệt trải sàn 5D. Đó, thì xe nó cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị, gọi là siêu lướt như mới luôn á. Mùi xe còn mới. Thì tại sao năm sản xuất 2022 nhưng mà đăng ký lần đầu 2023? Thì như em Nhân có chia sẻ năm rồi, Toyota Corolla Cross nó đứng hình về rất là nhiều xe. Nhưng clip hôm qua cũng nói mãi tới tháng 7 2023 mới bán hết những cái xe 2022. Đó, thì coi như là chúng ta mua từ tháng 7 tới bây giờ là tháng 1 2024, mới hơn khoảng được nửa năm. Nửa năm hay của chúng anh chị, nửa năm. Đó, phim cách nhiệt nè, đen thui ha. Rồi, phim cách nhiệt màu đỏ 1.8G nha cô chú anh chị. Và cũng bật mí cô chú anh chị mình luôn là cái mẫu Cross G này, nếu mà anh chị mua xe mới bây giờ là không có, không có nha. Và ngưng sản xuất luôn rồi cô chú anh chị, ngưng sản xuất. Và những cái Cross V và Cross Hybrid bây giờ nếu mà cô chú anh chị mình mua xe mới thì cũng chỉ còn là xe 2023 thôi, chứ xe 2024 là chưa có, tới tháng 5 2024 mới về lô xe đầu tiên nha. Đó, một số cái thông tin để cho cô chú anh chị nào đang quan tâm những cái dòng này thì chúng ta biết và chúng ta đưa ra quyết định nha. Anh chị mình đừng có lo là ngưng sản xuất là không có phụ tùng thay thế nha, không có. Toyota vẫn luôn đảm bảo cho cô chú anh chị mình là có phụ tùng đầy đủ và sẵn có cho mình. Những cái xe mà đời 2005, 2006, kể cả những cái xe như 2003 bây giờ thì muốn sửa chính hãng thì vẫn có đầy, không có thiếu thốn gì hết trơn. Đó, một cái điểm mạnh của nhà Toyota, phụ tùng sẵn có và giá thì nó cũng mềm nữa cô chú anh chị. Chúng ta cũng không an tâm. Thì chúng ta bỏ khúc này thì chúng ta hoàn toàn an tâm cái việc mà vận hành, sửa chữa và bảo trì sau này ha. Nội thất của em nó là màu đen này cô chú anh chị, đỏ nội thất đen ha. Đây là hàng ghế thứ hai, xe 5 chỗ nha, gầm cao. Và xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha cô chú anh chị, từ Thái Lan. Đó, màu đỏ rất là đẹp cô chú anh chị. Về cái này bên em dọn rửa lại là sạch như xe mới luôn. Về thì cũng không có cần phải sửa chữa gì, tại vì xe nó như mới rồi. Về tụi em có dặm lại, cũng có chày nha, có chày một số chỗ thì dặm lại, thì anh chị mình cứ lên coi trực tiếp tại showroom cho nó dễ nha. Đây là cách nhất, tốt nhất gọi là để mình đánh giá một cái xe qua sử dụng, tại vì mỗi xe nó sẽ có một cái chất riêng. Và video của em Nhân thì thật sự thì không thể nào lột tả hết được.
Đó, hôm nay là lột tả hết thì anh quay ngẫu nhiên, quay tới đâu thì nói chia sẻ với cô chú anh chị mình tới đó, chủ yếu là cho cô chú anh chị mình nắm thông tin. Nếu được thì anh chị mình cứ lên trực tiếp mình coi xa cho nó dễ. Thì bên em thì đảm bảo cho cô chú anh chị mình những cái cam kết 10.330 km ha. Số chính xác của em nó thì cam kết cho cô chú anh chị mình là không đâm đụng, không ngập nước, không tua đồng hồ km ha. Và xe thì được đảm bảo là không bung rã hộp số, không bung rã động cơ để tô gì hết, nguyên zin hết nha. Đây, sàn 5D đây cô chú anh chị. Sàn 5D xong rồi còn trải thêm một lớp sàn zin của xe nữa. Đây, năm sản xuất 2023 nha, nhập khẩu từ 2022 chứ em nhầm. Nhập khẩu từ Thái Lan. Đây 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 đây, em bật lên nhé. Đó. Đơn vị nhập khẩu là Toyota Việt Nam, nhà sản xuất là Toyota Motor Thái Lan đây ha. Made in Thái Lan nào vàng nha cô chú anh chị. Để anh chị mình muốn mua xe đi Tết màu đỏ cho may mắn nữa thì liên hệ em Nhân ngay và để sở hữu nha. Em nghĩ là chiếc này cũng sẽ bán rất là nhanh cô chú anh chị, bán rất là nhanh. Giá thì 720 thì cũng sẽ có bớt chút đỉnh cho cô chú anh chị mình, bớt tầm khoảng 10-15 triệu giống như những video mà em Nhân có chia sẻ từ trước đến giờ. Xe cổ bên em Nhân là như vậy nha. Đó, anh chị mình cân đo đong đếm đây, mình sở hữu cái này. Sẵn đây cũng chia sẻ luôn, nếu mà xe mới lúc trước bán á, em này là 760 triệu của chú anh chị, 760 và chưa ra giấy tờ nha. Giá niêm yết á, xuất hóa đơn thì lăn bánh em này nó cũng phải tên 800 nếu mà xe mới thời điểm đó. Còn bây giờ thì nó hết rồi. Còn anh chị mua chiếc này về chúng ta đóng thuế sang tên này kia đồ thì nó cũng tầm khoảng 10-15 triệu nữa, thì chạy ra cũng tầm khoảng 720-730 thôi. Bảo hiểm rồi cũng còn, đăng kiểm rồi cũng còn khá là dài. Đó, anh chị mình về mình đóng thuế 2% và mình sang tên nữa là ok rồi, thì anh chị mình sẽ có một cái xe đi Tết. Còn xe mới bây giờ thì không có ha cô chú anh chị, không có. Đặc biệt thì cái mẫu này là cái mẫu mới cập nhật từ cuối năm 2022, được lên màn hình 9 inch. Đó, thì anh chị mình thấy sao? Ok không? Rất là đẹp cô chú anh chị. Nói chung thì có lẽ hình ảnh thì nó sẽ không có thể lột tả hết được cái vẻ đẹp của em nó. Thì nếu được anh chị mình cứ lên trực tiếp đây mình coi xe để mình đánh giá và mình cảm nhận. Còn cái giá thì như em có chia sẻ thì cũng còn thương lượng, thì cái khung tầm khoảng 10-15 triệu nha. Đó, anh chị mình muốn mua thì liên hệ em Nhân. Còn nếu mà chưa thích chiếc này thì cứ đăng ký em Nhân, kênh em Nhân. Đó, khi nào có những video về những cái xe khác thì sẽ thông báo cho cô chú anh chị mình. Và sẵn đây thì em cũng cập nhật luôn một chiếc màu đỏ. Đây, Camry 2.0Q của chú anh chị. Bữa em có một cặp là đỏ và đen, thì đen đã bán rồi, đen thì cũng 22, chiếc này cũng 22, nhưng mà đen đi ít hơn. Đỏ này á, biết sao đi nhiều không cô chú anh chị, tại vì nó mua đầu năm 2022, nó mua tháng 3 2022, tới bây giờ là cũng 2 năm rồi, đi 42.000 thì cũng đúng, tại vì một năm mà đi 20.000 thì hai mấy ngàn thì nó cũng quá bình thường đối với một xe Toyota của chú anh chị. Có những xe còn cài bừa ghê gớm hơn nữa, đi nhiều, còn đi 20.000 một cây là một năm là thấy cũng bình thường. Xe thì cam kết của chú anh chị mình hoàn toàn an tâm về chất lượng. Thứ nhất là chất lượng xe là được đảm bảo, là thứ hai về pháp lý nè cũng rất là rõ ràng, không bị tranh chấp kiện tụng gì hết ha. Kể cả những cái phạt nguội thì cũng sạch luôn, không có nha. Bên em mua xe là đã coi rất là kỹ vấn đề đó rồi, anh chị mình an tâm. Tất cả những xe qua sử dụng của Toyota An Thành Fukushima không bị vướng pháp lý, không bị tranh chấp kiện tụng và không bị phạt nguội, về sang tên nhanh chóng gọn lẹ chứ không có vấn đề gì hết. Chỉ hơi lâu giờ biết gì không của chú anh chị mình, đó là khâu cút gốc thôi, phải chịu anh chị. Đó là phụ thuộc vào nhà nước rồi, mình không thể nào mà nhanh hơn được, thì cái gì nó cũng phải có cái quy trình. Thì đi nộp hồ sơ thì người ta hẹn khoảng 2 tuần mới có, thì mình cũng không hối người ta được ha, đó là phải chịu rồi. Đây, những cái xe này thì bán rồi, thì cô chú anh chị mình nếu mà có thiện chí muốn mua thì vui lòng liên hệ với em Nhân, hoặc là muốn bán xe, đổi xe gì đó trong giai đoạn này thì chúng ta hết sức tranh thủ nha, tại vì cũng cận Tết rồi, làm sớm có tiền sớm ăn Tết nha. Em Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nha.